Xin chào bác, đây là 1 kg tao thất hoang rừng già hay gọi là sâm Phú Diệp. Em đã khai thác gần 1 tuần nay để em chuẩn bị gom và chuyển về thủ đô Hà Nội cho một anh khách quen của em đặt để nó xem này. Đó là xe của em khai thác đồ thân là nguyên lá này, là lụ hoa này. Bác lưu ý cho em cái lụ hoa tam thất này nó chỉ lở vào cuối mùa hè và mùa thu đấy bác nhá. Đây lụ hoa này. Thế các bác nhiều khi các bác mua ở thị trường những cái lụ hoa tam thất Bắc ấy là các bác phải để ý cho em có mùa thu và có cái lụ hoa tươi thôi. Và nên mua lụ hoa tươi các bác tự về phơi khô, đừng mua loại khô nhé, loại khô đã hút hết cái tinh chất và có chất bảo quản, các bác uống nhiều khi nó bị ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Đây cái mùa cuối mùa cái lá nó vàng, các bác chuẩn bị rụng dần thì khi mùa đông thì không thể tìm được cái củ tam thất hoa này các bác nhé. Vào mùa đầu cuối mùa xuân và đầu mùa hè thì nó mọc thân lá lên thì bọn em có thể tìm và em tìm thấy và khai thác được. Đây đây là những cái củ cuối mùa các bác xem này, cái củ này hơn 1 lạng này, rất là to, chỗ này 1 cân 8 củ các bác nhé. Đấy đây hàng của anh, một anh khách quen em đặt trước và em khai thác hơn 1 tháng rồi đặt rồi, nhưng mà tuần này và em quay lại và em khai thác gần 1 tuần được chỗ này. Đây để bác nào có nhu cầu đặt kè tam thất hoa này các bác alo báo trước cho em các nhé. Hàng thực phẩm nên các bác chịu khó chờ hơi lâu một chút, và em chắc cũng chỉ dám nhận vào cuối hết tháng 10 thôi. Ở đâu vào mùa đông thì em không dám nhận, tại vì mùa đông nó rụng lá rồi tìm không được đâu các bác. Em xin chào bác nhé.